xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ vào bếp làm món chè bắp ngô cốt dừa nha. Bây giờ chúng mình cùng vào bếp thôi. Các bạn ơi, nguyên liệu của chúng ta gồm có 3 bắp ngô ngọt, 100g đường, nước cốt dừa và 60g bột bắp, hay còn gọi là bột ngô nha các bạn nha. Bây giờ chúng mình cùng làm nhé. Bây giờ mình sẽ thái ngô thôi nha. Chia đôi để thái dễ hơn các bạn ạ. Cái lõi này mình sẽ cho vào nồi để lát nữa nấu nước trước. Vậy là xong rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng nấu nha. Các bạn ơi, giờ thì mình nấu loại ngô trước nha. Cho vào khoảng một bát nước này các bạn ạ. Loại ngô khi sôi lên chúng ta sẽ vớt ra nha. Chúng ta vừa lộn loại ngô và thêm 100g đường này cho vào luôn. Các bạn ơi, như vậy loại ngô đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra nhá. Bây giờ mình sẽ cho bát ngô vào nhá. Mình nấu trong ngô thật chín thì chúng ta đổ bột ngô vào các bạn ạ. Các bạn ơi, khi đợi ngô chín thì mình sẽ pha nước với cả bột ngô này cho nó đều ra nha. Sau đấy thì mình sẽ đổ vào nồi ngô. Mình vừa bật nhỏ nồi ngô một chút, không lại sợ trào ra ngoài. Thế là quấy xong rồi. Nếu nồi ngô mà có bọt thì chúng ta sẽ vớt ra, bỏ đi các bạn nhé. Nồi ngô của chúng ta đã sôi được vài phút rồi. Mình đã nếm thử, cảm thấy những hạt ngô nó đã chín rồi các bạn ạ. Rất là ngọt và thơm. Bây giờ thì mình sẽ đổ bột bắp vào nha. Lúc này thì các bạn quấy đều lên để tránh cháy đáy nồi nha. Nào sôi lại bục bục lần nữa thì chúng ta cho ra ngoài được rồi.
Mua như vậy là đã xong rồi các bạn ạ. Mình sẽ cho ra ngoài để vào bát nha. Một đông mọc được ăn bát chè ngô thơm ngọt thế này quả là rất là đã các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dùng nước cốt dừa để tạo hình cho cái bát ngô này nhá. Các bạn thích hình gì có thể dưới lên cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ nếm thử nhá. Rất là nóng các bạn ạ. Mình có một cảm nhận là mùi thơm của vị ngô kết hợp với cả vị thanh thanh ngọt ngọt của loại ngô với đường kết hợp cả mùi nước cốt dừa tạo nên một bát chè rất là thơm. Các bạn có thể tự làm cho mình những bát chè bắp, chè ngô vào những mùa đông lạnh giá để chiêu đãi cả nhà mình nhé. Chúc các bạn thành công. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!